Hôm Hà cùng toàn ban tin tức và thời sự từ hệ thống truyền hình VBS xin kính chào quý vị. Gửi đến quý vị một lời chào đầu tuần, thêm một tuần nữa giữa tâm điểm của dịch bệnh từ virus corona. Mong quý vị giữ vững tinh thần. Sau đây, mời quý vị đi vào phần tin Hoa Kỳ, có các tin chính như sau. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng kỷ lục tại Hoa Kỳ. Mỹ vượt Trung Quốc về số ca nhiễm. Kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị đi vào phần tin chi tiết. Bản tin Hoa Kỳ đầu tiên nói về việc đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng kỷ lục tại Hoa Kỳ. Trong tuần qua, gần 3,3 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, theo các số liệu do Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố vào hôm thứ Năm, 26 tháng 3. Đây là một trong các dữ liệu cụ thể đầu tiên về tác động kinh tế của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Con số 3,3 triệu vừa nêu vượt xa số 665.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hồi tháng 3 năm 2009, cũng như con số kỷ lục từ trước tới nay là 695.000 người hồi tháng 10 năm 1982. Theo số liệu của Bộ Lao động Hoa Kỳ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần lễ kết thúc vào ngày 21 tháng 3 là 3,28 triệu đơn, so với chỉ có 282.000 đơn trong các tuần trước đó. Các chuyên gia kinh tế trả lời khảo sát của Dow Jones đều đồng ý về con số ước lượng sẽ có 1,5 triệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp, mặc dù các dự phóng cá nhân trên tờ Wall Street Journal đưa ra những số liệu cao hơn thế nhiều. Con số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng vọt giữa lúc cuộc khủng hoảng vì dịch COVID-19 làm chậm lại các hoạt động kinh tế. Tiếp tục một bản tin từ phần tin kinh tế của Hoa Kỳ. Thị trường phố Wall không mấy bi quan. Qua được giai đoạn này, nền kinh tế lại hồi phục và mạnh trở lại. Bất chấp thông tin tiêu cực hơn dự kiến về tình trạng nhân dụng, các chỉ số chứng khoán chủ yếu vẫn tăng 2% vào lúc thị trường mở cửa, xóa sạch những thua lỗ trước đó. Theo một quan chức của công ty tài chính Charles Schwab, thì điều đó đã làm dấy lên niềm hy vọng rằng có thể cuộc khủng hoảng sắp tới một bước ngoặt. CNBC dẫn lời Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Jerome Powell nói rằng đây là một tình trạng vô tiền khoáng hậu và người Mỹ phải hiểu đây không phải là một cuộc suy thoái tiêu biểu. Ông nói, vào một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ kiểm soát được dịch. Lúc đó thì giới đầu tư sẽ lại tự tin, các doanh nghiệp sẽ mở cửa lại và công nhân viên chức lại trở lại làm việc. Đúng là bây giờ thất nghiệp đang tăng vọt, hoạt động kinh tế giảm sút đáng kể. Nhưng qua được giai đoạn này, nền kinh tế lại hồi phục và mạnh trở lại. Tuy nhiên thì corona có thể khiến thêm hàng chục triệu người trên thế giới thất nghiệp. Những người mất việc trên toàn cầu vì cuộc khủng hoảng vì virus corona có thể vượt quá 25 triệu, theo ước lượng cách đây vài ngày. Các giới chức Liên Hiệp Quốc cho biết hôm 26 tháng 3, giữa lúc đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ lên đến mức kỷ lục, cho thấy mức độ tai hại của nền kinh tế. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, một cơ quan Liên Hiệp Quốc, ước lượng cách đây một tuần căn cứ vào những kịch bản khác nhau về ảnh hưởng của đại dịch đối với tăng trưởng. Con số thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng từ 5,3 triệu cho tới 24,7 triệu người. Tuy nhiên, ông Sen Gung Lee, giám đốc Cục Chính sách Nhân dụng của ILO, nói với Reuters vào hôm 26 tháng 3 là mức độ thất nghiệp tạm thời và con số những người xin trợ cấp thất nghiệp cao hơn dự tính. Dự tính sẽ lớn hơn, cao hơn 25 triệu như chúng tôi ước lượng. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm 2008 và 2009 đã khiến 22 triệu người thất nghiệp trên thế giới. Còn tại Mỹ, cũng như nhiều phần trên thế giới, các biện pháp chế ngự đại dịch đã làm cho tình hình nước Mỹ thình lình ngưng trệ. Con số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp tăng hơn 3 triệu trong tuần qua. Mỹ đã vượt Trung Quốc về số ca nhiễm. Mỹ hiện nay có số ca nhiễm COVID-19 hơn bất cứ nước nào trên thế giới, với hơn 83.500 người dương tính.
Theo số liệu mới nhất mà Đại học Johns Hopkins thu nhập được, Mỹ hiện đã vượt Trung Quốc 81.782 ca và Ý ở mức 80.589 ca về số ca nhiễm. Tuy vậy, số ca tử vong ở Mỹ là 1.200 ca, hiện vẫn thấp hơn Trung Quốc, có 3.291 ca và Ý là 8.215 ca. Cột mốc nghiệt ngã này xảy ra vào lúc Tổng thống Donald Trump dự đoán nước Mỹ sẽ hoạt động trở lại nhanh chóng. Khi được hỏi về con số tăng vọt này trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc vào trưa thứ Năm 26 tháng 3, Tổng thống Donald Trump nói đó là do số lượng các xét nghiệm mà chúng ta đang làm. Phó Tổng thống Mike Pence nói hiện các bộ xét nghiệm đã được cung cấp cho 50 tiểu bang của Mỹ và đã có 55.200 xét nghiệm được thực hiện. Tổng thống Donald Trump cũng tỏ ra nghi ngờ số liệu của Trung Quốc. Ông nói với các phóng viên, quý vị không biết số liệu thực tế ở Trung Quốc là bao nhiêu. Mỹ có số ca nhiễm bệnh nhiều thứ ba trên thế giới. Theo Đại học Johns Hopkins, toàn quốc có tổng cộng hơn 85.572 người nhiễm virus. Tuy nhiên, theo một ước tính khác của Quốc hội Mỹ cách đây ít ngày, được AFP dẫn lại, số người nhiễm trên thực tế có thể cao hơn rất nhiều. 70 cho đến 150 triệu người bị nhiễm trên tổng số 327 triệu dân. Riêng ở tiểu bang New York, tâm dịch tại Mỹ, theo thống đốc tiểu bang, trong một tuyên bố vào hôm 25 tháng 3, dường như dịch bệnh đang có phần chững lại nhờ chính sách phong tỏa và giãn cách tiếp xúc trong xã hội. Gần 20 triệu người tại New York ở nhà kể từ tối Chủ nhật 21 tháng 3. Tuy nhiên, tiểu bang New York đang chờ đợi tình huống tồi tệ nhất. Đỉnh dịch sẽ đến trong khoảng từ 14 đến 21 ngày nữa. Theo tiểu bang New York, cần đến 30.000 máy trợ thở vào thời cao điểm nhất, với 4.000 máy do chính quyền liên bang gửi đến. New York hiện tại mới chỉ có tổng cộng 14.000 máy. Thống đốc tiểu bang kêu gọi toàn bang tổ chức huy động tối đa máy trợ thở để giúp New York trước tiên. Sau khi cơn nguy cấp qua đi, số lượng máy trợ thở sẽ được phân phối lại cho những nơi có nhu cầu. Trong một diễn biến liên quan đến dịch bệnh này, Canada đề nghị Mỹ không đưa quân tới biên giới. Thủ tướng Canada Trudeau từ chối đề xuất đưa quân đội vào biên giới hai nước của Mỹ với lý do giúp kiểm soát COVID-19 hiệu quả hơn. Canada và Mỹ có biên giới phi quân sự dài nhất trên thế giới và điều này rất có lợi cho cả hai bên nếu tiếp tục duy trì như vậy. Thủ tướng Canada Justin Trudeau ra tuyên bố từ Rideau Cottage, Ottawa vào hôm 26 tháng 3, cho biết chính phủ của ông đã thảo luận với Tòa Bạch Ốc về việc thuyết phục người Mỹ không triển khai quân đội. Một quan chức Mỹ cho biết Bộ An ninh Nội địa đã gửi yêu cầu cho Ngũ Giác Đài để bổ sung thêm lực lượng an ninh dọc biên giới phía Bắc, giữa các điểm nhập cảnh hai nước. Quan chức này nói thêm yêu cầu đã được đưa ra vài ngày trước và Bộ Quốc phòng đã thực hiện một số kế hoạch ban đầu nhưng chưa có quyết định cuối cùng về việc có chấp thuận yêu cầu này hay không. Cách đây 2 tuần chúng tôi có đưa bản tin về hàng không mẫu hạm Mỹ đã đến thăm Việt Nam. Bản tin mới nhất này cho biết có 25 thủy thủ nhiễm COVID-19 trên chuyến hàng không mẫu hạm này. Hải quân Mỹ vừa phát hiện thêm 25 thủy thủ dương tính với virus corona trên tàu USS Theodore Roosevelt, khiến giới chức lo ngại. Giới hữu trách buộc phải đưa hàng không mẫu hạm này cập cảng và xét nghiệm toàn bộ 5.000 thủy thủ trên tàu. Truyền thông Mỹ đã loan tin này vào ngày 27 tháng 3. Dự kiến con số thủy thủ nhiễm bệnh có thể cao hơn, theo lời một quan chức hải quân nói với CNN. Chuyến cập cảng gần đây nhất của USS Theodore Roosevelt ở cảng Tiên Sa, Đà Nẵng 2 tuần trước, khi hải quân Mỹ thông báo về 3 ca xác nhận nhiễm virus đầu tiên trên hàng không mẫu hạm này. Bất chấp những nghi ngờ về mối liên hệ giữa sự kiện, các thủy thủ nhiễm virus và chuyến thăm Việt Nam, Đô đốc Michael Gilde, chỉ huy các hoạt động hải quân Mỹ, nói rằng có rất nhiều máy bay bay đến và bay đi từ tàu Roosevelt, nên việc xác định nhiễm virus từ đâu là rất khó khăn.
Thưa quý vị, đó là phần tin Hoa Kỳ. Sau đây là một phần thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Hồng Hà sau đó sẽ trở lại ngay với phần tin thế giới có các tin chính như sau. Đại thế chiến với corona, nửa triệu dân bị nhiễm, tác hại kinh tế leo thang. Liên Âu tìm cách phối hợp nỗ lực về tài chính.